đường đông đảo các sinh viên Việt Nam là muốn lựa chọn để đặt chân tới một đất nước mà được là công nhận là hàng đầu thế giới, đó là du học Mỹ và điều kiện học tại trường Delaware County. Thì trường cao đẳng cộng đồng Delaware County được thành lập năm 1967 là một trường uy tín chuyên cấp bằng cao đẳng. Trường đã thiết lập chương trình chuyển tiếp và nhập học kép với hơn 40 trường đại học tại 45 công lập và tư thục khác để thuận tiện cho cái chuyện chuyển tiếp học ở của du học sinh. Thì trường là một trong những trường tốt đã giành nhiều giải thưởng về giảng dạy với cơ sở vật chất hiện đại và có khuôn viên rộng hơn 123 mẫu Anh. Philadelphia, một trong những thành phố lớn nhất nước Mỹ thuộc tiểu bang Pennsylvania, khoảng 14 dặm 22 là khoảng 22 km về phía tây. Thì Philadelphia là một thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, cơ hội gặp gỡ nhiều đội thể thao, ghé thăm các viện bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, mua sắm và nhiều nhà hàng dân tộc. Thì trường cao đẳng cộng đồng Delaware County giúp du học sinh luôn cảm thấy được hoan nghênh ngay từ những thủ tục đầu vào. Thì trường không yêu cầu du học sinh phải có điểm là SAT hay là ACT, cung cấp các cái lớp tiếng Anh để chuẩn bị cho sinh viên bước vào khóa chính. Thì tại trường sinh viên sẽ nhận được cái bằng cấp cũng như là cái chất lượng tương đương với các trường đại học cao đẳng có cái chương trình là 4 năm, nhưng với mức học phí thấp hơn nhiều. Về cái chương trình đào tạo của trường, trường cung cấp hơn 70 chương trình đào tạo cho các bằng cấp học thuật, chuyển tiếp, kỹ thuật, hướng nghiệp và các cái chương trình cấp chứng chỉ khác. Thời khóa biểu thì linh hoạt với các lớp ban ngày và ban đêm hoặc là cuối tuần, gồm các cái chuyên ngành như là khoa học hành vi như là về tâm lý học, xã hội học, nhân văn hoặc là nhân chủng học. Về quản trị kinh doanh thì có kế toán, quản trị marketing, quản lý thể thao, kinh doanh tổng quát. Thì về nghệ thuật giao tiếp thì có giao tiếp ứng dụng, báo chí, về kịch. Hệ thống thông tin máy tính thì có giáo dục, kỹ sư, dịch vụ, nghệ thuật tự do, khoa học sức khỏe, nghệ thuật phòng thu. Thì chương trình tiếng Anh và là cái ngôn ngữ thứ hai của trường. Thì trường cung cấp các cái khóa tiếng Anh được thiết kế để hỗ trợ cho sinh viên khi mới gia nhập vào trường. Sinh viên sẽ được thuê xếp lớp để xác định được cái cấp độ của mình. Năng hiện tại tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên là du học tại Mỹ, thiết kế từng môn học riêng cho từng kỹ năng nghe nói, đọc viết, nhiều cấp độ giảng dạy khác nhau, từ sơ cấp đến nâng cao. Sinh viên được học tập với cái sự hỗ trợ của máy tính, sinh viên được bố trí từng nhóm nhỏ để dễ dàng học tập. Chương trình giảng dạy kỹ năng tiếng Anh hoặc là thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên sinh hoạt trong đời sống thường nhật và các chương trình học về sau. Và đặc biệt đó là cơ hội chuyển tiếp. Đa số sinh viên quốc tế theo học tại trường hoàn thành cái bằng cao đẳng và chuyển tiếp lên chương trình 4 năm để lấy bằng cấp cao hơn với cái điểm số trung bình là 3.65. Sinh viên quốc tế của trường sẽ luôn được chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Thì các trường đại học chuyển tiếp nhiều nhất đó là Rutgers University hay là Pennsylvania State University hoặc là Temple University v.v. Thì dịch vụ du học sinh, chương trình sinh viên quốc tế của trường được thiết kế để hỗ trợ cho sinh viên mới làm quen với cuộc sống và sự phát triển các cái kỹ năng trong cái chuyên ngành đã chọn. Và văn phòng dịch vụ sinh viên quốc tế cung cấp một cái chương trình định hướng đặc biệt trước khi các lớp học bắt đầu để giúp cho sinh viên quốc tế quen thuộc với các cái cơ sở vật chất, dịch vụ, hoạt động, tổ chức cũng như là những điều mà họ mong đợi. Thì trong thời gian này bạn sẽ gặp gỡ với một số cố vấn học tập, học thuật sẽ giúp cho bạn chọn lớp học và cái cung cấp những cái thông tin quan trọng, nhân viên dịch vụ du học sinh sẵn sàng có mặt để giúp bạn trong các vấn đề về nhập cư, học hành và những cái vấn đề cá nhân và nhà ở. Thì chương trình hữu nghị quốc tế khuyến khích sự trao đổi kinh nghiệm văn hóa giữa sinh viên và trường thuộc mọi quốc tịch. Ngoài ra thì chương trình còn có cái sự gia tăng ý thức và các cái vấn đề hiện là ở nước Mỹ và các cái quốc gia khác đang phải đối phó. Thì Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn là về chi phí học tại trường. Thì cái chi phí mà Tân Đại Dương ước tính đó là học phí và cái lệ phí. Thì một cái kỳ là khóa mùa thu hoặc là mùa xuân thì một cái kỳ như vậy là khoảng 4.344 đô Mỹ, còn mà một năm thì tính khoảng là 8.688 đô Mỹ. Và cái chi phí sinh hoạt thì nếu mà một kỳ là 3.390 đô la Mỹ, một năm là 36.780 đô
18 đô Mỹ. Và điều kiện nhập học tại trường đó là tốt nghiệp trung học phổ thông, không yêu cầu IELTS, SAT hay là ACT. Thì cái kỳ khai giảng của trường đó là vào tháng 1, tháng 6, tháng 8. Hãy nhanh chân lên, hãy liên hệ với Tân Đại Dương qua website là tundaiduong.edu.vn để được hỗ trợ các thông tin mới nhất của trường nhé.